Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 13 tháng 12 có những tin chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Sức nóng của thị trường du lịch Vĩnh Phúc trong mùa đông giá rét. Đưa nghị quyết 07 vào cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại Trung tâm Y tế huyện Sông Lô về việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Trung tâm Y tế huyện Sông Lô là đơn vị y tế công lập hạng 3 của tỉnh. Hiện nay, trung tâm có 4 phòng chức năng, 12 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, 5 khoa phòng hệ dự phòng và 17 trạm y tế xã, thị trấn, 180 y tế thôn bản. Với quan điểm dự phòng tích cực và chủ động hướng tới mục tiêu lấy sức khỏe cộng đồng làm trung tâm, những năm qua, trung tâm đã thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đến nay, 100% xã, thị trấn đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 100% trạm y tế có đủ điều kiện khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Tỷ lệ thực hiện danh mục tuyến xã đạt 85%, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ hàng năm đều đạt trên 98%, vượt 3% so với chỉ tiêu của tỉnh. Công tác phát hiện, kiểm soát dịch bệnh được thực hiện hiệu quả là địa phương không ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đánh giá cao kết quả triển khai công tác y tế cơ sở, y tế dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Sông Lô đã bảo vệ và chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt cho nhân dân ngay từ tuyến đầu. Đồng chí đề nghị trung tâm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng cơ chế, chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế dự phòng, tham mưu đề xuất đối với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý trực tiếp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, các trạm y tế, xã, thị trấn. Đồng chí tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của trung tâm, tổng hợp trình Quốc hội xem xét, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của y tế cơ sở. Chiều nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Asahi Intech Hà Nội, nhà máy Vĩnh Phúc. Đây là dự án của Nhật Bản có tổng nguồn vốn đầu tư lớn thứ hai trong khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc. Dự án có tổng mức đầu tư đạt 74 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu của dự án là sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm sử dụng trong ngành y tế và một số ngành công nghiệp khác, bao gồm cáp thép không gỉ dùng trong công nghiệp, dây dẫn nong động mạch vành, ống nhựa dùng cho kim tiêm, sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển, sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại. Theo dự kiến, dự án sẽ đi vào hoạt động từ quý 1 năm 2025, tạo việc làm ổn định cho 1.600 lao động. Đối với cả công ty Asahi Intech Hà Nội thì trong một khoảng thời gian ngắn mà đã nhận được cái giấy chứng nhận đầu tư như vậy thì cảm thấy thực sự là rất là vui mừng và thực sự có cái sự biết ơn sâu sắc đến ban quản lý cũng như là lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. Thì đặc biệt là với cái việc nhận được cái giấy chứng nhận đầu tư vào cuối tháng 12 thì đó là một cái thời điểm nó có rất nhiều ý nghĩa, nhất là về mặt sắp sửa sang một năm mới. Dự án nhà máy chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Asahi Intech Hà Nội, nhà máy Vĩnh Phúc là dự án thứ 46 có vốn Nhật Bản đầu tư vào các khu công nghiệp, nâng tổng số dự án FDI đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 350 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 5,75 tỷ đô la Mỹ. Trong 18 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Vĩnh Phúc hiện tại, Nhật Bản đứng thứ hai về số dự án và vốn đầu tư với số vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 17,4% tổng vốn đầu tư FDI. Theo đánh giá của Ban Quản lý các khu công nghiệp, trong quá trình thực hiện dự án, các nhà đầu tư Nhật Bản luôn chấp hành tốt quy định của pháp luật Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam vừa tổ chức lễ hoàn công nhà máy sản xuất vòi rửa tại Vĩnh Phúc. Dự lễ hoàn công có lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.
sau gần một năm tiến hành xây dựng, nhà máy sản xuất vòi rửa thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam đã hoàn thành đưa vào sản xuất. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 10 ha tại khu công nghiệp Thăng Long với tổng số vốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ. Dự kiến khi hoạt động, nhà máy sẽ đạt công suất 1,9 triệu sản phẩm một năm, giúp giải quyết việc làm cho khoảng 700 lao động. Tôi muốn cảm ơn tỉnh cùng với các cơ quan của tỉnh đã giúp đỡ công ty của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Dự định của chúng tôi trong năm 2023 sẽ đưa vào lắp đặt thiết bị để sản xuất thử và chính thức đi vào hoạt động năm 2024. Giai đoạn đầu hoạt động, chúng tôi dự định sẽ đón khoảng 700 công nhân viên người lao động vào làm việc tại nhà máy và chúng tôi rất mong chờ được đón những công nhân lao động mới vào làm việc trong nhà máy tại Vĩnh Phúc. Bên cạnh các nhà máy sản xuất sứ đã có lịch sử 20 năm tại Việt Nam, với việc xây dựng thêm nhà máy vòi rửa sẽ trở thành cứ điểm trọng yếu trong chuỗi cung ứng các sản phẩm sen vòi toàn cầu. Đặc biệt với việc xây dựng một nhà máy vừa tối ưu hoạt động sản xuất, vừa hướng tới bảo vệ môi trường khi sử dụng năng lượng mặt trời, tận dụng tối đa các nguồn năng lượng dư thừa, công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam mong muốn sẽ cống hiến hơn nữa cho sự phát triển của Việt Nam và tỉnh Vĩnh Phúc. Sáng nay tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, cụm thi đua số 2 các đài phát thanh truyền hình khu vực Trung Du miền núi phía Bắc gồm Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hòa Bình, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Năm 2022, các đài phát thanh truyền hình trong cụm thi đua số 2 đã tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, phản ánh nhanh nhạy, chính xác, kịp thời các sự kiện, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên hệ thống phát thanh truyền hình của địa phương, góp phần quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các đài đã đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình, xây dựng nhiều chuyên mục, chuyên đề mới, tăng thời lượng, số lượng chương trình và thời gian phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình địa phương. Nhiều tác phẩm báo chí của các đài phát thanh truyền hình trong cụm đạt giải báo chí quốc gia, Búa Liềm Vàng và giải của các bộ ngành trung ương. Năm 2023, các đài phát thanh truyền hình trong cụm bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, tập trung tuyên truyền các sự kiện nổi bật trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh và truyền hình, đa dạng hóa các hình thức thông tin, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất chương trình, tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua liên tiếp các sự kiện hoạt động liên quan tới du lịch của Vĩnh Phúc như lễ phát động trồng cây tại khu danh thắng Tây Thiên, lễ vinh danh Tam Đảo, thị trấn du lịch hàng đầu thế giới đã làm nóng thị trường du lịch Vĩnh Phúc trong mùa đông giá rét, thời điểm mà trước đây được coi là mùa ngủ đông của hoạt động du lịch. Và du lịch Vĩnh Phúc càng nóng hơn, thu hút du khách nhiều hơn khi Vĩnh Phúc là địa điểm được ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới chọn là nơi diễn ra chung kết cuộc thi. Sự cộng hưởng từ các hoạt động của tỉnh với những yếu tố khách quan là cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới đã tác động mạnh mẽ tới thị trường du lịch Vĩnh Phúc vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán sắp tới. Sự truyền thông liên tục và sức lan tỏa nhanh chóng từ hoạt động truyền thông quảng bá trong nước và quốc tế của các thí sinh dự thi Hoa hậu đã kích thích sự tò mò, muốn khám phá của du khách đến với Vĩnh Phúc, nơi có những địa danh nổi tiếng và những di sản văn hóa phong phú. Đây là cũng là lần thứ 5 mình đến Tam Đảo rồi. Mình thấy ở đây nó có cái không khí rất là khác so với các địa phương khác. Ví dụ như nó cũng có cái lạnh nhưng mà nó lạnh, nó sương mù nhiều, nó không giống như với Sapa. Mình thấy ở đây là một cái điểm rất là thích hợp để đi du lịch vào những cái buổi đầu đông như này. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và cũng là lần đầu tiên tôi đến với Tam Đảo. Tôi thích con người nơi đây, thích vẻ đẹp của đất nước xinh đẹp này. Những câu chuyện tôi đăng là những gì tôi muốn kể đến bạn bè và người thân để đến thăm Việt Nam và thị trấn xinh đẹp này.
khó có thể nói hết về sự cộng hưởng từ các yếu tố sẽ tác động mạnh mẽ ra sao tới thị trường du lịch của Vĩnh Phúc trong tương lai. Cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới vừa qua với nhiều tiêu chí rất rõ ràng trong cách lựa chọn các vùng miền mà họ đến, nơi họ chọn để các thí sinh dự thi thực hiện việc quảng bá văn hóa. Địa danh đó phải là những miền di sản, trong đó có Ninh Bình, Sơn La, Hà Nội. Và điểm dừng chân lâu nhất, điểm nhấn lớn nhất lại là Vĩnh Phúc. Điều này minh chứng rằng Vĩnh Phúc không chỉ có sự phát triển nhanh chóng về kinh tế mà còn có bề dày đậm nét về văn hóa truyền thống đã được tôn vinh, giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ. Các cô gái xinh đẹp đại diện cho các quốc gia tham dự cuộc thi lần đầu tiên biết đến Vĩnh Phúc và thực sự ấn tượng về văn hóa thờ mẫu. Tôi đã được cảm nhận về văn hóa, lịch sử, truyền thống của các bạn. Và tôi muốn nói rằng, thế giới cần được thấy điều đó. Khi bạn được thấy, được chiêm ngưỡng, cảm nhận về những di sản văn hóa, bạn cũng sẽ tiếp cận với những nét đẹp của Việt Nam. Tôi cho rằng, người châu Âu và người Bỉ cũng cần thấy điều đó. Kết thúc các chuỗi hoạt động đã làm nóng hơn thị trường du lịch của Vĩnh Phúc. Đặc biệt, cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và các thí sinh. Những địa danh như Tam Đảo, Tây Thiên, những làng nghề truyền thống của Vĩnh Phúc như Mây Tre Đan Triệu Đề, một số địa danh tại huyện Vĩnh Tường đều đã vươn ra với thế giới. Hình ảnh một Vĩnh Phúc phát triển văn minh, những làng quê giàu truyền thống, những địa danh du lịch gắn liền với những câu chuyện lịch sử là đặc trưng văn hóa được lan tỏa rộng khắp về một Vĩnh Phúc nhiều màu sắc, yên bình, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, xuất nhập khẩu hàng hóa luôn là một trong những gam màu tô sáng bức tranh kinh tế của Vĩnh Phúc trong những năm gần đây. Chỉ tính đến hết tháng 11 năm nay, thu thuế xuất nhập khẩu của Vĩnh Phúc đã đạt và vượt kế hoạch năm. Năm 2022, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc được giao chỉ tiêu thu trên 4.600 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu. Ngay từ đầu năm, Chi cục đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN, đảm bảo 100% tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp được khai báo qua hệ thống thông quan tự động. Đến nay, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc đã tiếp nhận và giải quyết hơn 365.000 tờ khai đăng ký thủ tục xuất nhập khẩu với tổng kim ngạch đạt hơn 27,3 tỷ đô la Mỹ. Tổng số thuế xuất nhập khẩu thu trong 11 tháng năm 2022 đạt hơn 6.100 tỷ đồng, vượt kế hoạch hơn 1.500 tỷ đồng. Hiện nay các cái doanh nghiệp mà có cái hoạt động xuất khẩu thì chúng tôi cũng đã được nắm bắt và tạo thuận lợi tối đa. Đặc biệt là những cái doanh nghiệp có cái hoạt động sản xuất xuất khẩu nông sản, lâm sản. Còn các cái hoàn sản phẩm như là công nghiệp như là xe máy hoặc giày dép, quần áo thì chúng tôi cũng đã nắm bắt cụ thể các doanh nghiệp. Đa số các cái tờ khai xuất khẩu ở địa bàn chi cục ấy, thì được chúng tôi đánh giá và hệ thống đã phân luồng vào luồng xanh và thời gian thông quan là nhanh nhất. Bên cạnh việc cải cách thủ tục hành chính, các doanh nghiệp xuất khẩu còn được hưởng lợi từ việc miễn giảm thuế và cung cấp tờ khai hải quan, giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa khi nhập khẩu vào một quốc gia khác về mặt thuế quan. Điển hình như đối với doanh nghiệp xuất khẩu gạch men này, tuy trong năm nay khi giá nguyên liệu đầu vào tăng từ 20 đến 30%, chi phí logistics có thời điểm tăng đến 40%, song kim ngạch xuất khẩu vẫn chiếm 15% tổng sản lượng và đạt giá trị 40 triệu đô la Mỹ. Để tăng cái lượng xuất nhập khẩu thì chúng tôi tìm cái đối tác, mà cụ thể là chúng tôi mở thêm nhiều cái chi nhánh ở nước ngoài. Đặc biệt là trong cái vùng Đông Nam Á là nơi gần nhất của chúng tôi, thì chúng tôi đã mở thêm nhiều chi nhánh ở bên nước ngoài để mà tạo điều kiện xuất nhập khẩu. Hiện nay là thị trường nhập khẩu, xuất nhập khẩu của chúng tôi chủ yếu là thị trường của các nước ASEAN và một số nước châu Á. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Đặc biệt với dự án trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc đang nhanh chóng hoàn thiện để đi vào hoạt động, sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích giúp người dân có cơ hội việc làm và mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm thu nhập cao phù hợp với khả năng, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2022
quy định chính sách vay vốn giải quyết việc làm cho người lao động và hỗ trợ một số chi phí đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương tích cực triển khai gói vay hỗ trợ người dân tạo việc làm. Theo Nghị quyết 07, người lao động thường trú ở Vĩnh Phúc từ đủ 6 tháng trở lên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, thực tập sinh kỹ thuật ở Nhật Bản sẽ được hỗ trợ một số chi phí 15 triệu đồng một người đối với người lao động thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số và 12 triệu đồng trên một người đối với lao động thuộc đối tượng khác. Đồng thời được hỗ trợ vay vốn tối đa là 200 triệu đồng cho người đi lao động tại nước ngoài, hỗ trợ vốn vay cho lao động trong nước tự tạo việc làm tại chỗ với kinh phí hỗ trợ tối đa lên đến 100 triệu đồng một người, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Để người dân sớm được tiếp cận chính sách hỗ trợ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh khẩn trương triển khai tuyên truyền và tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động đi làm việc tại nước ngoài, hướng dẫn người lao động hoàn thiện thủ tục hồ sơ vay vốn theo quy định. Hiện nay thì Trung tâm đã thành lập cái tổ công tác chi trả cái chi phí cho người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo nghị quyết 07. Cái hồ sơ là khi đối tượng đến thì cán bộ của trung tâm hướng dẫn tận tình và hướng dẫn một lần, không để là đối tượng phải đi lại phiền hà và sẽ vất vả. Thế khi đã tiếp nhận hồ sơ thì tổ chức thẩm định khẩn trương, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để mà thẩm định cái điều kiện cho đối tượng. Khi mà hồ sơ đã được thẩm định kỹ lưỡng thì trung tâm tiến hành phê duyệt cái thủ tục để cho người lao động tiếp nhận và sử dụng kinh phí nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất và đúng pháp luật. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao tiếp nhận tổ chức cho vay và quản lý nguồn vốn cho vay đảm bảo đúng quy định của Nghị quyết số 07. Ngân hàng đã nhanh chóng thực hiện rà soát tổ chức cho vay vốn giải quyết việc làm trong nước theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục, nhanh chóng, thuận lợi. Khi được Ủy ban tỉnh bổ sung và phân giao nguồn vốn cho từng đơn vị cấp huyện, thì chi nhánh chỉ đạo hội sở tỉnh phòng giao dịch cấp huyện khẩn trương tham mưu cho ban đại diện cùng cấp để phân giao chỉ tiêu nguồn vốn đến từng xã phường thị trấn, và đồng thời chỉ đạo cán bộ tín dụng được phân công trên địa bàn tham mưu giao vốn đến từng thôn xóm, đồng thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo hội đoàn thể cấp xã, ban quản lý tổ chức vay vốn hướng dẫn người lao động làm hồ sơ vay vốn giải quyết việc làm trong nước và sau đó họp bình xét vay vốn, lập danh sách có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã gửi Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện quy trình giải ngân. Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 07, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan trong triển khai thực hiện nghị quyết, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, đúng trình tự, thủ tục đối với từng chính sách. Để nghị quyết đi vào cuộc sống thì trong thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tập trung vào một số cái nhiệm vụ sau. Thứ nhất là phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện tăng cường công tác tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn để cho người dân, người lao động tự tạo được việc làm mới, biết và có nhu cầu vay vốn để biết về quy trình thủ tục về và mức vay. Thế và Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong việc tiếp nhận, thẩm định và cấp kinh phí hỗ trợ để đảm bảo việc cấp kinh phí đúng đối tượng, đúng nguyên tắc và đúng với quy định. Hướng dẫn kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để người dân tiếp cận nguồn vốn được thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quả của chính sách. Nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân, hướng đến hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm mới từng năm và cả giai đoạn 2021-2025, đồng thời khuyến khích tạo điều kiện giúp người lao động giảm áp lực về kinh tế, có điều kiện tự tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, thời gian qua, hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện rà soát hỗ trợ đối với tất cả các khoản vay có đủ điều kiện. Theo đó, thì tất cả các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 với lãi suất trên 6% một năm đều được giảm thêm 2% nữa.
Đây là chính sách có ý nghĩa hết sức thiết thực, giúp người dân được tiếp cận vay vốn tín dụng chính sách xã hội, giảm bớt áp lực trong sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19. Được tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm với số tiền 100 triệu đồng vào tháng 2 năm 2022 từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phúc Yên, cơ sở sản xuất găng tay của ông Trần Tuấn Anh ở phường Trưng Nhị đã được tiếp thêm nguồn lực để tiếp tục hoạt động sau thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19. Càng vui mừng hơn khi món vay của ông tiếp tục được giảm trừ thêm 2%, giúp giảm bớt áp lực về tài chính để vượt qua những khó khăn trước mắt, tạo việc làm cho gần 20 lao động địa phương. Cơ sở sản xuất như gia đình chúng tôi ấy, thì được tiếp cận với nguồn vốn vay 2% thì rất là thiết thực đối với cơ sở. Và từ nguồn vốn vay đấy thì cơ sở cũng đã cố gắng khắc phục để lấy lại sản xuất, duy trì để trải qua cái thời kỳ COVID vừa rồi. Thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ với tinh thần triển khai nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phúc Yên đã rà soát tất cả các khoản vay còn lãi suất trên 6% một năm để tiến hành hỗ trợ lãi suất. Đến nay, Phòng Giao dịch đã thực hiện hỗ trợ được gần 2.000 khách hàng với số tiền gần 900 triệu đồng. Quá trình giải ngân thì rất nhanh. Tôi nhờ nguồn vốn đấy, tôi mở rộng chăn nuôi. Đấy, tăng gia sản xuất và có nguồn thu nhập ổn định hơn. Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thành phố và các hội đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách về hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội theo Nghị định 36 của Thủ tướng Chính phủ đến người vay được biết, phối hợp với hội đoàn thể thực hiện tốt công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay để đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất theo đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phúc Yên đang triển khai 11 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ trên 252 tỷ đồng. Trong đó, các chương trình như cho vay giải quyết việc làm, nhà ở xã hội, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chiếm tỷ trọng cao. Vì vậy, việc hỗ trợ lãi vay theo Nghị định 36 đã có tác động lan tỏa, tiếp sức, giúp người dân và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố gia tăng sản xuất, mở rộng kinh doanh dịch vụ, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Nằm trong khuôn khổ các môn thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 diễn ra tại Quảng Ninh và 11 tỉnh, thành thị trên cả nước, đến thời điểm này, đoàn thể thao của tỉnh Vĩnh Phúc đã giành được 13 huy chương các loại, trong đó có 1 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. Tham dự Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, đoàn thể thao tỉnh Vĩnh Phúc có 171 vận động viên thi đấu ở 13 môn, trong đó một số môn có thế mạnh đạt huy chương như đua thuyền, pencastilat, karate, ủ-su và vật dân tộc. Trong các môn tham dự, các vận động viên của Vĩnh Phúc đã thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo, đem vinh quang về cho tỉnh. Đoàn thể thao Vĩnh Phúc quyết tâm đặt mục tiêu xếp thứ hạng từ 15 đến 20 tỉnh thành tham dự Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.